bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay, mùng 2 tháng 2 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng 72 tác phẩm xuất sắc được trao giải Búa Liềm Vàng lần thứ 8, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Hiện mặt bằng lãi suất tương đối thấp, nguồn vốn cũng được nhiều ngân hàng rộng mở ngay từ đầu năm. Đây là những yếu tố tích cực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Để giúp con em người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, biết và nhớ đến truyền thống gói bánh chưng đón Tết của ông bà, các bậc cha mẹ người Việt ở Bỉ đã cùng góp gạo làm bánh chưng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày mùng 2 tháng 2, tức là ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão, ngày ông Công, ông Táo trầu trời, theo phong tục của người Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng 100 kiều bào tiêu biểu đại diện cho 5 triệu kiều bào trên khắp thế giới về tham dự chương trình Xuân Quê Hương đã tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng các kiều bào tiêu biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính tại nơi đây 112 năm trước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, để sau 30 năm bôn ba, người đã trở về quê, trực tiếp lãnh đạo cách mạng và nhân dân Việt Nam, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ tịch nước và các kiều bào cũng đã dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người được đồng bào trìu mến gọi là Bác Tôn. Bác Hồ và Bác Tôn chính là biểu tượng của tình đoàn kết Nam Bắc một nhà, là biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng tại Bến Nhà Rồng, theo truyền thống của dân tộc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các kiều bào tiêu biểu đã cùng thả cá, tiễn ông Công, ông Táo trầu trời với ngụ ý cá sẽ vượt vũ môn để hóa rồng, biểu tượng cho sự thăng hoa, tinh thần vượt khó, sự kiên trì và bền bỉ để đi tới thành công. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về, thể hiện mong muốn về một năm mới với nhiều niềm vui và an lành, là dịp để cộng đồng người Việt trên khắp thế giới nhớ về nguồn cội, về văn hóa Việt Nam. Tối ngày 1 tháng 2, dự lễ trao giải Búa Liềm Vàng lần thứ 8, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng 72 tác phẩm xuất sắc được trao giải là kết tinh tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh và thể hiện sự tìm tòi, lao động sáng tạo với tư duy chính trị sắc bén, lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của những người làm báo. Thủ tướng đánh giá cao giải Búa Liềm Vàng lần thứ 8 đã được tổ chức chặt chẽ, bài bản, khoa học, chuyên nghiệp dưới sự chỉ đạo của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Các tác phẩm tham dự giải đã bám sát chủ trương, quan điểm về công tác xây dựng Đảng, phản ánh sinh động sinh hoạt chính trị trong Đảng, đặc biệt là các vấn đề cấp thiết đang nổi lên như xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng, chống căn bệnh sợ trách nhiệm, sợ sai, đồng thời khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc. Thủ tướng nhấn mạnh lịch sử 94 năm đầy tự hào của Đảng ta, chỉ rõ phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thủ tướng yêu cầu quán triệt, làm sâu sắc thêm và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không chỉ là nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức Đảng, mà cần có sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân và các cơ quan báo chí, tuyên truyền. Thủ tướng tin tưởng giải Búa Liềm Vàng sẽ tiếp tục tìm tòi đổi mới sáng tạo để ngày càng lan tỏa sức sống mạnh mẽ và ảnh hưởng tích cực của giải, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Chiều ngày 1 tháng 2, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức thông báo kết quả phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phiên họp báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, chương trình công tác năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Theo đó, trong năm 2023, có 19 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, trong đó 14 trường hợp bị xử lý hình sự. Công tác điều tra, phát hiện, khởi tố mới nhiều vụ án lớn, cả trong lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín. Nhiều sai phạm tồn đọng từ nhiều năm trước cũng được kiểm tra, xử lý dứt điểm. Ban chỉ đạo khẳng định là cái tội phạm tham nhũng là tội phạm ẩn. Do đó mà có nhiều sai phạm nó diễn ra là lâu.
Nhưng vừa qua là chúng ta làm kiên quyết, đồng bộ từ trung ương địa phương, cho nên là cái phát hiện và xử lý là nó tăng lên. Trong 85 cán bộ diện trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật ấy, thì có 2/3 là số lượng bị xử lý kỷ luật các sai phạm từ các nhiệm kỳ trước. Chủ trương phân loại xử lý sai phạm tiếp tục là cơ sở để các cơ quan chức năng xử lý đúng bản chất sai phạm, công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội, quyết liệt nhưng cũng nhân văn, có lý, có tình. Nhờ có chủ trương phân hóa xử lý, chúng ta phân hóa rõ và xử lý nghiêm đối với các cái trường hợp này, có chức vụ quyền hạn, lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp làm trái để làm lợi cho công ty Việt Á. Thế còn những cái trường hợp á, vì nhiệm vụ chung, vì chống dịch, vì cứu người, thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên, người ta không có động cơ vụ lợi, nếu theo quy định của pháp luật hiện hành ấy, thì thưa các đồng chí là phải xử lý. Nhưng thực hiện chủ trương phân hóa xử lý, các cơ quan bảo vệ pháp luật thống nhất và quyết định hình thức xử lý phù hợp. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng cho biết, năm 2024, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì với tinh thần quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, chặt chẽ hơn, đồng bộ hơn, hiệu quả hơn và năm nay phải tốt hơn năm trước. Còn liên quan đến tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil, vụ công ty vận tải thủy bộ Hải Hà và một số đơn vị liên quan, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào chiều ngày 1 tháng 2, đại diện Bộ Công an cho biết đây là vụ điển hình vi phạm về xuất nhập khẩu xăng dầu, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu. Về vụ công ty Xuyên Việt Oil và công ty vận tải thủy bộ Hải Hà và một số đơn vị liên quan ấy, là điển hình cho vi phạm quy định về xuất nhập khẩu xăng dầu, quản lý sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu. Vụ công ty Hải Hà thì đã gây thất thoát thiệt hại cho ngân sách nhà nước, ước tính ban đầu thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng và thất thoát là hơn 300 tỷ đồng. Vụ Xuyên Việt Oil thì cơ quan điều tra đang phong tỏa 17 tài khoản cá nhân, tạm dừng giao dịch mua bán chuyển nhượng đối với 54 nhà đất đứng tên cá nhân và 6 nhà đất đứng tên công ty. Cơ quan điều tra vẫn quyết tâm là đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án với tinh thần là quyết tâm, quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm ngăn chặn tội phạm, triệt để thu hồi tài sản bị thất thoát, lãng phí. Các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ tăng giá cước tàu, tăng thời gian vận chuyển, tăng đơn hàng đặt chỗ, tăng hoãn đơn hàng và tăng các loại phụ phí. Đây là một trong những cảnh báo của Cục Hàng hải Việt Nam đối với tình hình giá dịch vụ vận chuyển hàng container đi châu Mỹ, châu Âu bằng đường biển. Theo Cục Hàng hải Việt Nam, giá cước vận chuyển sang Mỹ, Canada đến bờ Tây từ mức 1.850 đô la Mỹ một container vào cuối năm ngoái đã tăng lên gần 3.000 một container vào tháng 1 này, tương đương mức tăng là 55-60%. Cước tàu đến bờ Đông nước Mỹ cuối năm ngoái ở mức 2.600 đô la Mỹ một container thì nay tăng 60-70% lên 4.100 đến 4.500 đô la Mỹ một container. Riêng giá cước sang châu Âu ghi nhận tăng mạnh hơn khi đi Hamburg từ giá 1.200 đến 1.300 đô la Mỹ tăng lên hơn gấp đôi thành 4.350 đến 4.450 đô la Mỹ. Tuy nhiên, việc tăng giá cước này theo đánh giá chỉ ảnh hưởng lớn đến nhóm khách hàng nhỏ có lượng đơn hàng không ổn định hoặc chỉ ký hợp đồng ngắn hạn theo ngày với đơn vị vận chuyển. Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Bên cạnh việc mua vé máy bay, tàu xe về quê đón Tết, thì người dân cũng tích cực mua sắm cho gia đình. Nhiều hoạt động kích cầu tiêu thụ hàng hóa Tết đang được triển khai tại nhiều tỉnh thành. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tự chọn, cửa hàng tiện lợi có nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá sâu từ 20 đến 30%, các sản phẩm chủ yếu là bánh kẹo, mứt Tết, đồ dùng thiết yếu. Tuy nhiên, theo đánh giá, thị trường Tết năm nay dường như vào mùa muộn hơn và chưa có sự sôi động như các năm trước. Hiện đang là tháng cao điểm về nhu cầu mua sắm tiêu dùng dịch vụ, kéo theo nhu cầu về tín dụng cũng tăng cao. Hiện mặt bằng lãi suất tương đối thấp, nguồn vốn cũng được nhiều ngân hàng rộng mở ngay từ đầu năm. Đây là những yếu tố tích cực thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Là doanh nghiệp chuyên kinh doanh về các mặt hàng điện gia dụng, doanh nghiệp này đang được nhiều ngân hàng mời chào các gói tín dụng với lãi suất khá hấp dẫn, thậm chí thấp hơn cả thời kỳ dịch bệnh.
Có một vài ngân hàng cũng đã có cái ngỏ ý hỗ trợ cho chúng tôi với cái mức lãi suất là 5,2% một năm. Trong khi đó thời Covid chúng tôi vay ở mức lãi suất thấp nhất cũng phải 6,8%. Nhiều chương trình tín dụng cũng đã được các ngân hàng tập trung đưa ra dịp đầu năm để giải ngân. Trong đó, các lĩnh vực ưu tiên như xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông nghiệp nông thôn, công nghiệp phụ trợ và tín dụng xanh được các ngân hàng tập trung phân bổ tín dụng. Chúng tôi cũng phát triển một chiến lược đầu tư cho nhóm ngành công nghệ và công nghiệp xanh để hậu thuẫn cho việc tăng trưởng bền vững của quốc gia. Một cái lĩnh vực nữa mà chúng tôi cũng đặc biệt dành cái room tín dụng là lĩnh vực cho vay tiêu dùng, cho vay các nhu cầu thiết yếu của người dân. Thay vì chờ đợi xét duyệt trong phân bổ tín dụng đối với từng ngân hàng như trước, thì nay sự chủ động của các ngân hàng trong việc cho vay ngay từ đầu năm cũng là một yếu tố khiến cho dòng vốn có được sự linh hoạt và thông suốt hơn. Các ngân hàng sẽ có cái kế hoạch trong cho cái việc là phân bổ room tín dụng như thế nào và tăng trưởng tín dụng như thế nào gửi lên cho ngân hàng nhà nước. Từ đó thì các cái ngân hàng thương mại sẽ được tự chủ và điều đó sẽ làm cho các ngân hàng trở nên linh động hơn. Tuy nhiên, dù nguồn vốn đã rẻ hơn, các ngân hàng cũng đã chủ động và linh hoạt hơn trong việc cho vay. Nhưng sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp vẫn là yếu tố quyết định cho sự tăng trưởng tín dụng. Bởi vậy, ngoài kích thích về tín dụng, lãi suất, thì doanh nghiệp vẫn cần thêm những hỗ trợ khác như về thị trường, đầu ra, sức tiêu thụ sản phẩm để tạo sự đồng bộ và phát triển bền vững. Mặc dù không đạt được mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản của năm, song năm 2023 là năm thặng dư thương mại toàn ngành đạt 12,7 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong nhiều năm gần đây và chiếm trên 42% thặng dư thương mại của cả nước, trong đó nhiều ngành hàng xuất khẩu đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Doanh nghiệp này chuyên xuất khẩu các loại rau quả đã qua chế biến. Năm vừa qua họ đưa thêm một nhà máy mới vào hoạt động, giá trị xuất khẩu nhờ đó tăng trưởng hai con số. Theo đại diện doanh nghiệp, hàng nông sản qua chế biến của Việt Nam đang được quốc tế ưa chuộng. Sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam qua chế biến thì gần như là một cái mặt hàng thiết yếu của các cái khách hàng quốc tế. Bên cạnh nữa thì sản phẩm rau quả nguyên liệu của các nước chẳng như Nam Mỹ, của Thái Lan, của Philippines họ bị mất mùa cục bộ. Nên thành ra cái sản phẩm rau quả của Việt Nam xuất rất là tốt. Còn với doanh nghiệp này, nhiều loại nông sản của chúng ta đang được hưởng lợi về mặt thuế quan rất tốt tại thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc so với sản phẩm của nhiều đối thủ cạnh tranh. Lợi thế này được các doanh nghiệp tận dụng triệt để. Chúng ta đã có nắm bắt được những cái lợi thế đấy. Chúng ta cải thiện được sản phẩm, cải thiện được các chi phí để chúng ta có được những cái giá thành tối ưu nhất và chúng ta có thể cạnh tranh sòng phẳng. Ngoài việc xuất khẩu gạo đạt kỷ lục thì cà phê năm đầu tiên vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ. Sầu riêng cũng đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Theo đại diện Tổng cục Thống kê, kết quả trên cho thấy ngành nông nghiệp đang định hướng sản xuất theo tín hiệu thị trường. Không có hiện tượng là được mùa mà mất giá. Theo Tổng cục Thống kê đánh giá thì lại là được mùa và được giá. Với cái chỉ số giá sản xuất của người sản xuất nông lâm thủy sản là tăng 3,1%. Nhưng lại là người sản xuất rất là có lợi nhuận cao trong cái việc sản xuất nông lâm thủy sản. Việc tăng trưởng hàng hóa nông lâm thủy sản xuất khẩu năm 2023 cũng đã tạo động lực cho sản xuất nông nghiệp năm nay tiếp tục phát triển, đặc biệt với các mặt hàng thế mạnh như gạo, rau quả các loại và các sản phẩm chế biến. Đây là nơi nhập nguyên liệu đầu vào của nhà máy này. Hàng ngày thì những cái loại ngô này, dứa này hay là rau chân vịt đều được nhập mới vào nhà máy. Như vậy thì mới có thể đủ để có thể sản xuất ra thị trường mỗi tháng là tới hơn 2.000 tấn sản phẩm. Và theo đại diện của nhà máy thì là năm 2024 vẫn hứa hẹn rất là nhiều những cái điểm tích cực trong việc xuất khẩu các cái sản phẩm của họ. Sau đây là những thông tin nổi bật trên các trang điện tử quốc tế 24 giờ qua. Trang tin tức thực phẩm của Trung Quốc đưa tin xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Thụy Sĩ có nhiều triển vọng. Bài viết dẫn lời đại diện thương vụ Việt Nam tại Thụy Sĩ cho biết, Thụy Sĩ là quốc gia không giáp biển nên gần như phải nhập khẩu thủy sản hoàn toàn. Đây là tiềm năng to lớn mà các doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực khai thác. Việt Nam hiện là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ tư tại Thụy Sĩ, sau Na Uy, Pháp và Hà Lan. Mỗi năm, thị trường Thụy Sĩ tiêu thụ khoảng 75.000 đến 80.000 tấn thủy sản các loại và nhu cầu nhập khẩu sẽ tăng 4,6% trong năm 2024 và có xu hướng tăng dần với sản phẩm hữu cơ. Trang tin The Star của Malaysia đưa tin Việt Nam kỳ vọng giá trị xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc sẽ tăng mạnh trong năm nay
khi Trung Quốc đã đồng ý xem xét hồ sơ cho Việt Nam xuất khẩu gia cầm vào thị trường này. Bài viết nhấn mạnh, với thị trường 1,4 tỷ dân, Trung Quốc có nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thịt lên tới khoảng 400 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Do đó, dư địa để xuất khẩu thịt sang Trung Quốc cao gấp nhiều lần so với mặt hàng rau quả. Trong tương lai, nếu Việt Nam ký được nghị định thư về xuất khẩu thịt gia cầm và tiếp tục đàm phán nghị định thư về xuất khẩu thịt lợn, sản phẩm chăn nuôi được kỳ vọng sẽ gia nhập nhóm xuất khẩu tỷ đô. Trang Fiber to Fashion trích dẫn báo cáo của SSI Research cho biết, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng nước sâu tại Việt Nam trong năm 2024 dự kiến sẽ tăng trưởng gấp đôi so với các cảng trung chuyển. Theo thống kê, tổng sản lượng container qua Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 chỉ giảm 1% so với cùng kỳ năm 2022. Đánh giá về triển vọng năm 2024, các chuyên gia nhận định sản lượng sẽ phục hồi do nhu cầu xuất nhập khẩu cải thiện, đặc biệt là khi thị trường Mỹ, châu Âu tái bổ sung hàng tồn kho, qua đó đưa mức tăng trưởng sản lượng qua các cảng nước sâu có thể đạt mức 15% so với cùng kỳ năm 2023. Mới đây, tờ Herald Sun của Australia đăng bài viết của tác giả David Smith gợi ý 9 điều tuyệt vời nhất nên làm ở Việt Nam cho du khách. Đứng ở vị trí số 1 là đi du thuyền khám phá Vịnh Hạ Long, nét hấp dẫn tự nhiên nổi tiếng nhất của Việt Nam. Tiếp theo là địa đạo Củ Chi, minh chứng cho một giai đoạn lịch sử hào hùng của Việt Nam. Ngoài ra, du khách có thể khám phá thành phố Hồ Chí Minh, chê xe hai bánh, xem múa rối nước, thưởng thức ẩm thực Hà Nội, đi bộ dưới đáy đại dương ở Nha Trang, mua sắm, nấu nướng và ăn uống ở chợ nổi Cần Thơ, đi bộ trên những ngọn đồi ở Sapa và cuối cùng là chiêm ngưỡng phố đường tàu Hà Nội. Tác giả cũng đánh giá Việt Nam đã nhanh chóng trở thành điểm đến được các du khách Australia lựa chọn bởi giá cả phải chăng, sự sôi động và đa dạng. Trong phần tiếp theo của bản tin, nhiều hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa cho bà con vùng dân tộc thiểu số đang được tỉnh Quảng Ngãi tổ chức để bà con đón một cái Tết thật sự ấm cúng và đủ đầy. Để giúp con em người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài biết và nhớ đến truyền thống gói bánh chưng đón Tết của ông bà, các bậc cha mẹ người Việt ở Bỉ đã cùng góp gạo làm bánh chưng. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Trong những ngày cận Tết này, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã được khám bệnh, phát thuốc và tặng quà Tết. Chương trình do Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phong Điền tổ chức. Hơn 250 phần quà đã được trao cho người dân. Ngoài ra, người dân còn được khám sức khỏe tổng quát. Các bác sĩ cũng tư vấn các kiến thức cơ bản để đề phòng và điều trị một số bệnh thông thường cùng các biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, ai cũng có Tết, các địa phương trong cả nước đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian này, rất nhiều hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa cho bà con vùng dân tộc thiểu số cũng đang được tỉnh Quảng Ngãi tổ chức để bà con đón một cái Tết thật ấm cúng và đủ đầy. Gia đình chị Đinh Thị Điềm là người đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dông ở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Là hộ nghèo, vợ chồng chị cùng ba đứa con không có điều kiện sắm Tết. Hôm nay, gia đình đã được chính quyền, đoàn thể trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm hỏi, động viên và trao quà. Nhà nghèo lắm, không có điều kiện sắm Tết. Hôm nay nhận được suất quà này, gia đình tôi có Tết rồi. Tỉnh Quảng Ngãi đã trích ngân sách trên 34 tỷ đồng và từ nguồn huy động của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Đã có hơn 23.600 hộ nghèo, gần 19.200 hộ cận nghèo ở Quảng Ngãi được hỗ trợ trong dịp Tết này. Và bên cạnh các việc chăm lo Tết về ý nghĩa, về kinh tế, về vật chất, thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp các ngành cũng tập trung cho cái vấn đề nâng cao đời sống tinh thần cho bà con chúng ta, để người dân cũng cảm thấy rằng không khí vui xuân đón Tết cũng được tổ chức chu đáo và trọn vẹn trên địa bàn của tỉnh. Tỉnh Quảng Ngãi đã huy động tất cả các nguồn lực để đến từng xã, về từng hộ gia đình trao túi quà Tết với phương châm không để người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số không có Tết. Hôm nay là Tết Ông Công Ông Táo. Theo tín ngưỡng dân gian, Táo Quân là người cai quản bếp lửa, nắm rõ mọi chuyện trong nhà. Táo Quân sẽ lên trời vào ngày 23 tháng Chạp để báo cáo với Ngọc Hoàng mọi chuyện liên quan đến gia đình trong cả năm. Để tiễn ông Táo lên trời, các gia đình chuẩn bị làm mâm cỗ, vàng mã, mua cá chép, hương hoa, làm lễ tiễn Táo Quân. Tục cúng Táo Quân khởi nguồn từ bếp lửa, tượng trưng cho sự ấm no, sung túc, cung cấp sự sống cho con người.
Nhịp sống hiện đại ngày nay khiến không ít gia đình chẳng có thời gian gói bánh chưng đón Tết như xưa. Với những gia đình người Việt ở nước ngoài, điều này lại càng khó và ngày càng mai một. Để giúp con em người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài biết và nhớ đến truyền thống gói bánh chưng đón Tết của ông bà ta, các bậc cha mẹ người Việt ở Bỉ đã cùng góp gạo làm bánh chưng. Hoạt động không chỉ gắn kết cộng đồng người Việt dịp Tết Giáp Thìn sắp đến, mà còn thu hút sự hưởng ứng, tham gia của người dân nước sở tại. Đây là lần đầu tiên những người Bỉ như anh Dennis và Christopher được tận mắt nhìn thấy cách người Việt gói một chiếc bánh chưng truyền thống. Được hướng dẫn và tự gói bánh đã mang lại cho những người Bỉ này không ít sự thú vị. Bạn gái tôi là người Việt, cô ấy động viên tôi gói bánh chưng, song tôi không tự tin lắm, có vẻ là hơi khó. Thật tuyệt là năm ngoái tôi cũng được dự sự kiện Tết Nguyên đán của người Việt, nên năm nay tôi rất háo hức đến xem cách các bạn gói bánh chưng. Chà, lúc đầu tôi cũng nghi ngờ liệu mình có thể gói được bánh không, nhưng tôi được hướng dẫn và đã làm theo các bước rất cẩn thận. Kết quả thật sự rất đẹp. Với những người Bỉ tham gia buổi hướng dẫn gói bánh chưng, hoạt động này không chỉ giúp họ hiểu được văn hóa Việt, mà còn tăng cường sự gắn kết giữa người Việt tại Bỉ với người dân sở tại. Còn với những người Việt, mục tiêu xuyên suốt là duy trì văn hóa cho cộng đồng người Việt sinh sống ở Bỉ. Năm nay tôi thấy cái hoạt động mà có ý nghĩa là học gói bánh chưng, biết được cái không khí tổ chức Tết như thế nào. Đây là lần đầu tiên được tham gia gói bánh chưng, cho các cháu học để gói bánh chưng, để biết truyền thống Việt Nam. Với sự tham gia của đông đảo bà con người Việt đang sinh sống ở Bỉ, cùng người dân sở tại, đã có gần 140 chiếc bánh chưng được gói. Toàn bộ số bánh này đã được bán để gây quỹ ủng hộ những người Việt có hoàn cảnh khó khăn ở trong nước. Và trang phần cuối của bản tin là những thông tin dự báo thời tiết tại một số nơi trong nước và quốc tế. Bản tin thời sự cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị có thể xem lại các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.